Kính chào quý vị và các bạn. Hướng trước mặt chúng ta là hướng đi về trung tâm thành phố Bến Tre. Từ điểm chúng ta đang đứng, đi thẳng về hướng trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 2,5 km. Về hướng bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, về hướng trung tâm hành chính thành phố Bến Tre, về hướng trung tâm hành chính tỉnh Bến Tre, vân vân. Sang phải chúng ta thấy bảng chỉ dẫn, chúng ta chạy thẳng là về hướng ngã ba Sơn Đốc, hướng đi về Ba Tri. Từ bảng chỉ dẫn chúng ta chạy tới khoảng 50m, chúng ta gặp cái ngã ba, chúng ta rẽ phải, gặp cổng chào xã Sơn Phú là chúng ta tiếp tục chạy để về hướng bất động sản cần bán hôm nay. Hướng chúng ta đang chạy có thể đi về hướng Ủy ban Nhân dân xã Sơn Phú, chợ Sơn Phú. Đường chúng ta đang đi là đường lộ nhựa rộng 6m và bất động sản cần bán hôm nay thuộc xã Sơn Phú, huyện Dòng Chơm. Bất động sản này là mặt tiền đường lộ cặp sông Hàm Luông, rất thuận tiện cho quý vị và các bạn chọn để làm nơi nghỉ dưỡng hoặc chọn làm nơi cơ sở phân phối buôn bán cho xe tải chạy vi vu. Xã Sơn Phú có vị trí địa lý phía đông giáp xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre, giáp xã Thuận Điền, huyện Dòng Chơm, phía tây giáp sông Hàm Luông, giáp xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, phía bắc giáp xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, phía nam giáp xã Phước Long, huyện Dòng Chơm. Qua đó ta thấy được xã Sơn Phú rất gần trung tâm thành phố Bến Tre, cho nên quý vị và các bạn chọn làm nơi định cư để an cư lập nghiệp hoặc rất thích hợp để quý vị và các bạn chọn làm trụ sở để làm kinh doanh phân phối, do mặt tiền lộ nhựa thuận lợi cho xe tải chở hàng. Trở lại bất động sản hôm nay, chúng ta chạy thẳng gặp ngã ba, chúng ta rẽ trái để chạy về hướng bất động sản. Nếu chúng ta chạy thẳng bên phải là hướng về Ủy ban Nhân dân xã Sơn Phú, về chợ Sơn Phú. Từ ngã ba chúng ta rẽ trái chạy khoảng 1 km là tới bất động sản cần bán hôm nay. Trước khi tới bất động sản cần bán hôm nay, quý vị và các bạn nhớ dành ra 1 phút để bấm vào đăng ký kênh, bấm vào nút chuông để nhận các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Quý vị và các bạn thấy hay hãy cho chúng tôi một like và chia sẻ giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bất động sản cần bán có diện tích là 497,3 m², có chiều ngang là 10,61 m, có chiều dài là 48,01 m. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, hướng chánh đông, chích lục quy hoạch đất ở tại nông thôn. Giá bán là 2,5 triệu trên 1 m². Tổng giá bán của bất động sản này là 1,243,250,000 đồng. Bao sang sổ, ký chuyển nhượng sang tên trong ngày. Quý vị và các bạn theo dõi video thấy bất động sản này phù hợp với mình, hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn và chốt liền tay để sở hữu ngay bất động sản này. Quý vị và các bạn hãy quan sát kỹ lại một lần nữa. Giá bán bất động sản này là 2,5 triệu trên 1 m², là cái giá rất hợp lý trong thời điểm này. Nếu quý vị và các bạn có thiện chí mua bất động sản này, chúng tôi sẽ cho gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá cả hợp lý để mua bất động sản này. Ngoài ra chúng tôi còn nhận quay video miễn phí bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đất nền, đất công, đất mặt tiền, nhà xây sẵn, hãy gọi ngay cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi luôn xuất hiện trên video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc đạt hiệu quả tốt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video gần nhất.